Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay thì tiếp tục có một cái sản phẩm được rất là nhiều anh em yêu thích trong thời gian qua, và chúng em lại về hàng để giới thiệu với các bác. Đó chính là những cái dòng siêu trầm đến từ thương hiệu JBL. Và nhìn qua thì rất là nhiều anh em hỏi: ủa em ơi, đây là cái dòng trầm gì vậy, sao nó không có logo? Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau là tìm hiểu về cái chiếc trầm này các bác nhé. Đó, để trả lời cho anh em thì các bác hỏi là sao không có logo, thì thưa các bác, thì logo của cái dòng mà siêu trầm này thì nó sẽ là nằm ở vị trí dưới này, và các bác muốn xem logo thì chúng ta sẽ phải tháo ê căng ra. Và ê căng này thì nó được thiết kế là ê căng lụa các bác nhé. Đấy, ê căng lụa, ê căng vải này rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, và chúng ta sẽ tháo ê căng ra để chúng ta tìm hiểu về mặt bát cũng như là về logo anh em nhé. Đây chính là chiếc ê căng của nó này, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, khi mà chúng ta tháo ra thì chúng ta sẽ thấy logo của sản phẩm nó sẽ nằm ở phía dưới này. Đó, đây chính là sản phẩm của JBL nhé. Và thiết kế của dòng 260B này thì nó rất là đặc trưng, nên là anh em nào mà đã dùng rồi hay đã sử dụng rồi thì các bác có thể nhìn qua là các bác biết được đây là dòng sản phẩm có model là gì. Đó, thiết kế mặt bát của nó sẽ có một cái tấm tấm nhựa, đây nó sẽ chắn để khi mà anh em muốn tháo cái củ bát này ra thì các bác sẽ phải tháo cái này ra. Và thưa các bác rằng là bên trong này nó sẽ gắn keo các bác nhé, bên trong này nó sẽ gắn keo, cho nên là anh em không cần thiết đấy thì không cần không nên tháo ra, bởi vì tháo ra nó sẽ bị bong keo và rất là khó để có thể dán lại, trừ trường hợp nếu như anh em sử dụng lâu hoặc là không may nó bị hư cái củ bát thì chúng ta sẽ phải tháo ra, bắt buộc là phải tháo ra, vì là tháo ra thì chúng ta mới có thể tháo được củ bát đó. Và nếu như người thợ người ta tháo ra thì người ta sẽ biết cách dán lại cái này đấy, và người ta tháo thì sẽ chuyên nghiệp hơn và nó hạn chế bị cái vết xước cũng như là bị bong chóc hơn các bác nhé. Đấy, cho nên là nếu như anh em không bị lỗi hay không bị làm sao cả mà các bác muốn tháo ra thì chúng ta sẽ phải đánh đổi là nó sẽ bị bong đấy, nên là anh em đi khuyên là anh em không cần phải tháo đó. Và ở đây thì với cái củ bát này thì nó sẽ trang bị cho chúng ta là màng của nó là màng giấy này, màng giấy nhé, và gân của nó là gân cao su, và cái dòng gân này thì nó rất là mềm để giúp cho cái tiếng bát nó mềm, nó sâu, nghe nó nhuyễn hơn anh em nhé. Đấy, còn là thân thùng của nó thì anh em có thể thấy rằng đây chính là cái thân thùng của nó, thân thùng màu vân gỗ màu đen anh em nhé. Đấy, thân thùng vân gỗ này đó, nhìn rất là đẹp luôn đúng không ạ, nhìn rất đẹp đấy. Và đằng sau này chúng ta sẽ có một cái mạch đấy, mạch đây chính là cái mạch công suất anh em nhé, đây chính là cái mạch công suất. Với cái mạch này thì chúng ta sẽ sử dụng duy nhất một đường vào, đó chính là đường hoa sen này. Đấy, con này nó thiết kế thì nó sẽ không có đường cao lông. Đấy, không có đường cao lông và nó không có đường nai hơi. Con này chỉ duy nhất một đường vào bằng hoa sen này thôi. Đấy, bên cạnh cái đường vào hoa sen này thì chúng ta sẽ có là đây là volume của súp này. Volume của súp các bác nhé. Đấy, ở đây chúng ta có chế độ là power on mode, tức là chúng ta sẽ có cái chế độ là tự ngắt khi mà không cấp tín hiệu cho cái dòng này. Đấy, em sẽ giải thích về cái chế độ power on mode này cho anh em. Cái chế độ này nó rất là hay. Đấy, và rất là nhiều em quên khi mà chúng ta không tắt trầm dẫn đến cái việc mà bị om điện. Đấy, om điện nó sẽ cháy cái mạch này. Đấy, thì khi mà chúng ta kích hoạt cái chế độ power on mode này thì nó sẽ khi mà các bác không sử dụng, tức là chúng ta tắt dàn âm thanh đi, tắt vang, tắt đẩy đi. Đấy, mà các bác quên không tắt trầm thì cái này nó sẽ tự ngắt cho anh em. Đấy, khi không có tín hiệu đi vào nó thì nó sẽ tự ngắt. Và khi nào mà anh em cấp tín hiệu, tức là các bác mở vang, mở nhạc lên thì tín hiệu từ vang nó sẽ đưa xuống con siêu trầm này và nó sẽ tự động kích hoạt và nó sẽ tự mở cho anh em nhé. Đó, giúp cho anh em mà quên không tắt thì cũng không lo là bị om mạch, không lo bị cháy nhé. Đó, rất là hay. Ở đây chúng ta có phần passport, cũng nhiều anh em không hiểu cái passport này là cái gì. Đấy, và thưa các bác, cái passport này chính là cái chế độ cắt giải thấp. Đấy, cắt giải thấp nhá. Đấy, cho nên là em luôn luôn để ở chế độ off này. Đấy, để khi mà mở lên thì nó sẽ chỉ chơi ở chế độ giải thấp thôi, còn nếu các bác kích hoạt on nó lên thì nó sẽ chơi cả ở giải trung nữa. Đấy, nên là chúng ta muốn tiếng bass nó sâu thì chúng ta sẽ để chế độ off lên nhá. Rồi, bên này chúng ta sẽ có đảo pha này. Đấy, đảo pha anh em nhá. Đó, và bên này chúng ta sẽ có cái phần là crossover. Crossover này thì nó sẽ là sử dụng cắt giải thấp cho nhanh. Đấy, cắt làm sao để cho cái tiếng bass nó sâu nhất, nghe nó hay nhất nhá. Đấy, và thường cái giải này thì em sẽ hay cắt ở cái hướng là 11 giờ.
anh em nhé, hướng ở 11 giờ là cái hướng mà nó giúp cho chúng ta có cái tiếng thô trầm nó tốt nhất, nó không bị nọt lời đấy. Và chúng ta cắt càng cao này thì đồng nghĩa việc là lời nó sẽ càng ra nhiều đó, cho nên là chúng ta sẽ cắt ở thấp thôi đó. Còn ở phần dưới này thì chúng ta sẽ có model này súp 260p trên 230c nhé. Đó, đây chính là model của sản phẩm 260p này đó. Và đây là sản phẩm hàng nhập khẩu nhé, hàng nhập khẩu đấy, hàng nhập khẩu cam kết với anh em khi mà sử dụng anh em có thể trải nghiệm cái chất âm tốt nhất trong cái thẩm giá anh em nhé. Còn phía dưới này đấy, phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái lỗ thông hơi rất là to đấy, lỗ thông hơi rất là to này đó. Và nếu như mà lỗ thông hơi ở phía sau của siêu trầm này mà các bác đặt mà cách tường vị trí khoảng độ 20 cho đến 30 phân thì nó sẽ có cái tác dụng là cộng hưởng cái âm pad đấy, cộng hưởng cái âm pad này thì khi mà chúng ta nghe nhạc vàng á thì cái hơi nó sẽ ra và nó sẽ quánh vào tường nó, và sau đó thì âm thanh nó lại phản hồi lại giúp cho cái tiếng bass nó cộng hưởng lên nghe nó rất là uy lực đấy, rất là uy lực đó. Đây chính là cái lợi thế của JBL 260B khi mà chúng ta đặt ở gần tường đấy, các bác sẽ có cái cảm giác là tiếng nó sẽ mạnh hơn đấy, nó sâu hơn với những cái dòng súp mà nổ thông hơi ở phía trước các bác nhé đấy. Và nhiều anh em nghĩ rằng là con này tại sao con này nó công suất của 300W mà nó mạnh như vậy, chính là vì nó họ thiết kế cái lỗ thông hơi phía sau này đấy, mà các bác để đặt ở gần tường thì nó sẽ có cái tiếng bass nó sâu và mạnh hơn đó. Thì đó là về cái tổng quan về cái dòng siêu trầm này. Còn bây giờ thì em sẽ test một đoạn nhạc nhé, sẽ test một đoạn nhạc để các bác và anh em cùng cảm nhận và trải nghiệm qua cái chất âm của cái dòng loa siêu trầm 260p này. Vâng, em đã kết nối từ cái chiếc vang này nhé các bác nhé, của anh từ vang và kết nối trực tiếp từ siêu trầm. Và bây giờ thì mời các bác cùng em trải nghiệm qua chất âm của cái dòng loa siêu trầm JBL 260B này. Và để mà nghe cái tiếng siêu trầm tốt nhất ấy, thì các bác có thể là đeo tai nghe để chúng ta cảm nhận được cái chất âm nó tốt nhất ở trên cái chiếc siêu trầm này. Bởi vì vốn dĩ trên cái loa điện thoại của chúng ta nó sẽ không thể hiện được cái dải siêu trầm các bác nhé. Và xin mời các bác cùng lắng nghe qua một đoạn. Chất âm quá hay và đẳng cấp để mà chúng ta có thể trải nghiệm được cái tiếng siêu trầm trên cái dòng JBL này. Thì với số tiền hiện tại chúng em đang bán chỉ có 4.200.000 thôi. 4.200.000 là các bác có sử dụng ngay một chiếc siêu trầm JBL 260B này với giá mức rất là rẻ anh em nhé. Cho nên anh em có quan tâm nhu cầu mua sắm thì có thể liên hệ trực tiếp từ Tuyên Vũ để được tư vấn hỗ trợ. Và xin chào các bác, chúc các bác buổi chiều thật vui vẻ.